Chung xin chào tất cả anh em nhé. Vừa rồi là cái đoạn test cái động cơ Isuzu 3 máy 86 nha nè. Con này là E3AD1. Đây, tên tuổi nó đây. 1.498 nha, máy Isuzu 1.5 ấy, turbo. Còn một con máy dân dùng nhưng mà lông lá thấy còn khá tạm được. Đầy truyền. Máy là máy dân nha anh em. Máy dân dùng chứ không phải là máy bãi. 3 máy 86 ly. Đời này có bơm mặt cam luôn này. Có bơm thủy lực này. Máy móc thì bẩn, sao mình để như vậy luôn không có chữa. Anh em nhìn đây. Còn heo nhớt cũng còn. Rồi, máy thì đầy đủ đề sạc hết, có đổ hơi hết rồi, không quá nhiều, cũng nói chung cũng còn chạy được, còn dùng được. Anh em không có yêu cầu quá cao thì có thể dùng đỡ nửa năm một năm gì đấy bình thường, còn nếu mà kỹ thì làm lại bộ hơi thay bộ bạc thì chắc nó bộ hơi với bạc với xi lanh các thứ thì nó tầm khoảng mất 1,5 triệu luôn, cả công tầm khoảng 2 triệu đồng là nó hết thôi. Loại 86 này phụ tùng nó thông dụng mà. Hoặc là đơn giản là không có yêu cầu quá cao về tốc độ công suất thì cứ để như vậy mà xài cũng được. Rồi. Máy này công suất nó 386 ly turbo, đời này là 38 nha anh. 38 ngựa. Động cơ nó kiểu giống như động cơ Isuzu của máy gặt ấy, mấy con máy gặt 1.498 này. Hoặc là anh em gọi là Isuzu 38 đấy. E3AD1. Đây mình thử lại thêm lần nữa nhé, cho anh em xem nhé. Nói chung còn khá nhạy nổ luôn á, chỉ có việc đổ hơi ra hơi thừa đó nhìn thấy đấy. Thì các thứ còn lại thì tương đối nó ổn. Tiếng máy còn khá là lực luôn. Máy dân cỡ này là cũng tầm này thì cũng gọi là dùng được rồi. Chung kết thúc cái video, anh em có nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé. Máy đang nằm ở tại nhà Châu Thành, ở Châu Thành Long An nhé anh em.